một vụ rò rỉ dữ liệu lớn, vạch trần hàng triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiết lộ cách đảng này xâm nhập vào các công ty nước ngoài ra sao. Chào mừng đến với Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, tôi là Goose Trouble. Tuần qua, xuất hiện tin tức về một vụ rò rỉ dữ liệu của gần 2 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều đáng ngạc nhiên về cơ sở dữ liệu này là nó không chỉ phơi bày những ai là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, hiện đang sống và làm việc khắp nơi trên thế giới từ Úc tới Mỹ tới Anh, mà vì nó đã kéo bức màn cách thức Trung Cộng hoạt động dưới thời Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Tập Cận Bình. Vụ rò rỉ này cho thấy chi bộ đảng được tẩm nhập ở một số công ty lớn nhất thế giới và thậm chí cả bên trong các cơ quan chính phủ. Việc chi bộ đảng được tẩm nhập bên trong các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đúng là tin xấu. Nếu bạn không theo dõi Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, ngày nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát toàn bộ chính phủ Trung Quốc, từ quân đội, hệ thống tòa án, hệ thống giáo dục, từ mẫu giáo tới đại học, đến mọi công ty lớn, bằng cách yêu cầu các công ty có từ 50 nhân viên trở lên phải thành lập chi bộ đảng. Cảm ơn Chris của ngày hôm qua. Nhưng vụ rò rỉ mới nhất này vẫn không kém phần quan trọng, không phải chỉ vì phần lớn mọi người không xem Trung Quốc Không Kiểm Duyệt, mà là vì càng lộ ra nhiều thông tin về Đảng Cộng sản Trung Quốc và cách thức nó hoạt động thì càng tốt. Vì rất nhiều người dường như quên mất sự thật rằng Trung Quốc bị Trung Cộng kiểm soát. Họ thích giả vờ rằng giới lãnh đạo Trung Quốc là một nhóm kiến trúc sư kỹ trị hiệu suất cao và cực kỳ khôn ngoan, chỉ biết xây những tòa nhà chọc trời lấp lánh và tàu cao tốc, chứ không bao giờ xây trại tập trung. Ý tôi là giới lãnh đạo Trung Quốc còn chẳng tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa là nên chúng ta chắc chắn nên làm ăn với họ. Từ đó, dữ liệu 1,95 triệu đảng viên Trung Cộng và 79.000 chi bộ đảng là một lời nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng đó là một chế độ độc tài, vươn xúc tu kiểm soát mọi khía cạnh của xã hội Trung Quốc. Dữ liệu này cũng cho thấy cách các chi bộ đảng xâm nhập vào các công ty phương Tây ra sao, mà tôi sẽ nói tới ở phần sau. Nhưng trước hết, làm thế nào dữ liệu này lại bị rò rỉ và liệu nó có đáng tin? Câu trả lời sẽ có sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Một vụ rò rỉ dữ liệu lớn của gần 2 triệu đảng viên Trung Cộng. Làm sao nó lại bị rò rỉ và liệu nó có đáng tin? Dữ liệu này dường như đã có từ năm 2016. Hồi tháng 9, nó bị rò rỉ tới tay IPAC, Liên minh Liên Quốc hội về Trung Quốc. Một nhóm gồm 150 nhà lập pháp từ các quốc gia khác nhau, có cùng quan ngại về Đảng Cộng sản Trung Quốc. IPAC sau đó chuyển dữ liệu này tới một nhóm nhà báo để xác nhận. Australia cũng tự thu thập một phiên bản nữa của dữ liệu này, mà sau đó được công ty an ninh mạng Internet 2.0 phân tích. Internet 2.0 thành công xác minh dữ liệu được lấy ra khỏi máy chủ từ tháng 4 năm 2016. Sau đó, khối dữ liệu này được chia sẻ trên mạng với các nhóm nhà hoạt động Trung Quốc khác nhau. Các kênh truyền thông được tiếp cận khối dữ liệu nói rằng họ sẽ không công bố tất cả dữ liệu. Đó là vì dữ liệu chứa tên tuổi, ngày sinh, số ID, có khi còn cả địa chỉ nhà và số điện thoại. Ít nhất có một phiên bản của khối dữ liệu có thể tìm thấy trên mạng. Chúng tôi đã xem qua nhưng không thể xác nhận liệu phiên bản này có giống với bản gửi cho IPAC hay cho các kênh truyền thông khác hay không. Lại còn câu hỏi liệu dữ liệu này có chính xác không? Một số người mà phía Úc liên hệ, không biết tại sao họ lại nằm trong danh sách hoặc quyết liệt phủ nhận là đảng viên Trung Cộng. Tuy vậy, cũng có người trong danh sách là mối đe dọa an ninh có tiếng, như học giả Trần Hồng. Người đã bị Australia thu hồi thị thực hồi tháng 9. Xin nói rõ, ngay cả nếu mọi cái tên trong danh sách đều chính xác, cũng không có nghĩa tất cả những người này đều là gián điệp. Đừng quên là có đến 92 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc theo số liệu đảng này công bố. Đa phần bọn họ không phải là gián điệp. Như đã từng nói, người ta thường vào đảng vì các lý do cá nhân, như xin được việc tốt hơn, làm ăn kinh doanh dễ dàng hơn và đại loại thế. Trung Quốc là một nơi rất cạnh tranh và phần lớn giới tinh hoa Trung Quốc trở thành tinh hoa đều là vì hoặc họ gia nhập đảng hoặc có người nhà gia nhập đảng.
Jack Ma sẽ không thể trở thành người giàu nhất Trung Quốc nếu ông ta không gia nhập Trung Cộng. Tất nhiên, thế cũng có nghĩa cái đảng kia sẽ có quyền cho Jack Ma thấy ai mới là ông chủ thực sự. Ý tôi là, Trung Cộng có quyền cho mọi người dân Trung Quốc biết ai là ông chủ thực sự, nên bạn chạy trời không khỏi nắng. Nhưng gia nhập đảng là một chuyện hệ trọng. Bạn phải thề độc, nguyện đấu tranh cho chủ nghĩa cộng sản cả đời, sẵn sàng hy sinh mọi thứ của bản thân cho đảng, và không bao giờ phản bội đảng. Và như mọi giao dịch với quỷ dữ khác, đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải trả nợ cho con quỷ. Nên thực ra cũng không ngạc nhiên khi khối dữ liệu cho thấy có đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đang làm việc trong các lãnh sự quán Úc, Anh và Mỹ ở Thượng Hải, gồm cả ba nhân viên nữ đang làm việc trong lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải, đặc biệt là vì chế độ Trung Quốc được chọn người vào làm trong các đại sứ và lãnh sự quán nước ngoài. Mọi phái bộ nước ngoài đều phải thuê nhân sự địa phương thông qua các công ty nhà nước, như Tập đoàn Dịch vụ Nước ngoài Thượng Hải, chuyên gia quản lý nhân lực đáng tin cậy. Không khác gì thuê ngoài toàn bộ phòng nhân sự từ Đảng Cộng sản Trung Quốc vậy. Thế mà ta cứ tưởng phòng nhân sự không thể ác hơn được nữa. Đó có phải là đe dọa an ninh? Chắc chắn là phải rồi. Nhưng tôi chắc lãnh sự quán Mỹ ở Thượng Hải biết rõ điều đó. Thậm chí, nếu các nhân viên Trung Quốc này không chính thức là đảng viên, họ vẫn có thể bị ép phải do thám lãnh sự quán Mỹ theo luật tình báo quốc gia Trung Quốc. Luật này nói rằng, bất kỳ tổ chức và công dân nào, theo luật này, sẽ phải ủng hộ, cung cấp hỗ trợ và hợp tác trong công tác tình báo quốc gia. Về một mặt, báo cáo này chưa đáng báo động, vì đây chỉ là cách mọi chuyện được vận hành ở Trung Quốc. Mặt khác, báo cáo này cực kỳ đáng báo động, vì đó chính xác là cách mọi thứ được vận hành ở Trung Quốc. Nhưng đó không phải mọi thứ chúng ta biết được từ khối dữ liệu. Chúng ta biết được có bao nhiêu chi bộ đảng đang hoạt động trong các công ty nước ngoài ở Trung Quốc. Tôi sẽ nói thêm sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Vụ dò dỉ dữ liệu này cho thấy các chi bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc có ở khắp mọi nơi, gồm cả mọi công ty nước ngoài lớn đang hoạt động ở Trung Quốc. Trong đó có HSBC, Citibank, IKEA, Pfizer, Qualcomm và Boeing. Trong nhiều trường hợp, các công ty này có hơn một chi bộ đảng ở Trung Quốc. Ví dụ, Boeing có 17 chi bộ với tổng số 252 đảng viên. Qualcomm có hơn 200 đảng viên trải khắp 7 chi bộ đảng. Pfizer có 4 chi bộ đảng ở Thượng Hải. Ngay cả trường cũ của tôi, Đại học New York, cũng có một chi bộ đảng trong học xá tại Thượng Hải. Thật mừng vì tôi đã trao cho NYU nhiều tiền đến vậy. Nhưng các chi bộ đảng này có ảnh hưởng cỡ nào tới các công ty nước ngoài? Rất khó nói. Các công ty nước ngoài có hơn 50 nhân viên luôn bị luật Trung Quốc đòi hỏi phải tổ chức một chi bộ đảng. Nhưng từng có thời gian đó không phải việc quan trọng. Tới năm 2017, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chiến dịch gia tăng ảnh hưởng của đảng trong xã hội Trung Quốc. Thế là các công ty nước ngoài bắt đầu cảm thấy áp lực. Tới cuối năm 2017, công viên chủ đề Disney Thượng Hải đã có 300 đảng viên. Giờ thì hình ảnh này trông dễ hiểu hơn rồi. Một số công ty chịu áp lực chính trị phải chỉnh sửa điều khoản trong liên doanh với các đối tác nhà nước để cho phép đảng có tiếng nói cuối cùng về hoạt động kinh doanh và các quyết định đầu tư. Giới lãnh đạo công ty bày tỏ lo ngại về các đòi hỏi ngày càng tăng từ phía đảng hay phát hiện gia tăng hoạt động từ các tổ chức đảng. Nhưng chuyện này lại quá nhạy cảm chính trị, tới mức các công ty chỉ dám trao đổi với truyền thông một cách nặc danh. Mặc dù từng có thời điểm chuyện tệ tới mức một đại sứ người Đức đã công khai chỉ trích. Nhưng thế cũng không chấm dứt vấn đề. Vụ dò dỉ dữ liệu này cho thấy các lãnh đạo cấp cao tại HSBC, Standard Chartered và Deutsche Bank cũng là đảng viên Cộng sản Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao cơ đấy. Vậy các công ty Trung Quốc có hoạt động ở nước ngoài thì sao? Họ có chi bộ đảng tại các nước khác hay không? Theo cơ sở dữ liệu này, thì là có. Công ty vận tải biển khổng lồ của Trung Quốc COSCO có gần 3.000 đảng viên tại 118 chi bộ đảng khắp thế giới, bao gồm hai chi bộ đảng nhỏ ở Anh.
Như có thể hình dung, Đảng Cộng sản Trung Quốc không hài lòng với vụ rò rỉ dữ liệu này. Theo kênh truyền thông nhà nước tôi yêu, Thời báo Hoàn cầu, phương Tây đang cường điệu danh sách bị rò rỉ này để gieo rắc bất hòa và chỉ đang tưởng tượng về sự xâm nhập của Trung Cộng. Nhưng nếu muốn cho thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn vô hại và mối đe dọa kia chỉ là ảo tưởng, có lẽ bạn nên chọn dùng một bức hình khác. Nhưng như đã nói lúc nãy, vụ rò rỉ dữ liệu này cho chúng ta thấy một số thông tin thú vị về cách Đảng Cộng sản Trung Quốc hoạt động trong lòng các công ty nước ngoài. Và nếu thế khiến bạn bị sốc, thì chỉ có một cách giải quyết. Ngừng xem Trung Quốc không kiểm duyệt. Đợi vài tháng, và có lẽ bạn sẽ quên. Ô, nhìn phần chân trời lấp lánh kia mà xem. Trung Quốc ơi, làm ơn hãy lấy tiền của chúng tôi. Và giờ là lúc để tôi trả lời câu hỏi từ một khán giả đã ủng hộ Trung Quốc không kiểm duyệt trên Patreon. Jason hỏi, công ty đầu tư nào không gửi tiền của chúng ta cho Trung Quốc và các chế độ độc tài khác? Tôi nhớ mang máng ngày xưa anh có làm một tập về một công ty đầu tư không đưa tiền của chúng ta tới những nước như Ả Rập Xê Út và Trung Quốc. Hỏi hay lắm, Jason. Không dễ để tìm một công ty đầu tư không đưa tiền của bạn tới Trung Quốc hay tới các công ty Trung Quốc tại Mỹ. Đó là vì Trung Quốc chiếm phần lớn trong các chỉ số thị trường đang phát triển nhất. Tôi nghĩ bạn đang đề cập tới một tập trên kênh Postcard nơi chúng tôi nói về Pearl. Từ chỉ số Life Liberty, họ cung cấp quỹ ETF tự do duy nhất trên thế giới. Nếu chưa nghe thì bạn nên tìm hiểu ngay. Thật thú vị và đáng sợ làm sao khi chúng ta đều đầu tư vào Trung Quốc mà không hề hay biết. Tôi chỉ muốn nói rõ là tôi không đủ trình độ để đưa ra các lời khuyên về đầu tư. Nhưng nếu có thể, tôi khuyên bạn chỉ nên đầu tư vào Asian Smithcoin, đồng tiền kỹ thuật số mới của tôi. Nó sẽ là đồng tiền duy nhất được chấp nhận khi tôi trở thành lãnh tụ tối cao trọn đời của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Tin tôi đi, các bạn sẽ thích nó. Cảm ơn câu hỏi của bạn Jason, và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy như Jason và ủng hộ Trung Quốc không kiểm duyệt trên trang gây quỹ Patreon. Và để đền đáp, tôi có thể sẽ trả lời câu hỏi của bạn vào phần cuối của một tập. Hãy truy cập patreon.com Trung Quốc không kiểm duyệt để tham gia. Một lần nữa, tôi là Quiz Trouble. Cảm ơn đã theo dõi.